Alo. Chị mình gửi đồ đi qua bên 1048 chị. Là sao mẹ? Ấy là có người họ đặt á, là tới chị gửi đồ đi qua bên 1048. À, để chị coi thử, tại vì chị không biết nữa. Lỡ hả? Rồi để điện lại. Coi ở trong Facebook coi thử có Hà đó không? Còn Facebook có ai đặt hàng không? Không mà chắc không ấy đâu. Vì Hà không vô Facebook. Gọi cho cái người đặt đó chứ. Để mình biết đường mà. Alo. Rảnh này em qua đi. Ok. Thèm quá à.
thôi bánh xèo này.